Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh. Đang ở Đắk Nông các bạn. Hôm nay là mình cũng review cái đoạn này cho các bạn xem để các bạn nhận biết là nếu bạn nào mà có muốn trồng cà phê mùa tới thì cũng xem những cái video của mình để đúc kết ra một cái kinh nghiệm là nên trồng cái giống cà phê gì nha các bạn. Thì hôm nay theo như mấy hôm trước thì mình cũng có đăng tải lên mạng là rất là nhiều giống cà phê rồi, nhưng mà mình sót cái giống này. Cái giống này là cái giống cà phê lá xoài đó. Thì mình muốn review cái đoạn này để cho các bạn là biết là các bạn để các bạn chọn giống thôi. Chứ còn ví dụ mình nghe người ta quảng cáo giống này ngon, giống kia dở thì nói chung là mình nói thật với các bạn là trăm nga không bằng một thấy nha các bạn. Trăm nga không bằng một thấy đâu. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy trực tiếp, mình cho các bạn thấy trực tiếp tất cả các cái loại giống mà đỉnh cao nhất hiện nay, giống cà phê đỉnh cao nhất hiện nay các bạn. Thì đây mình sẽ cận cảnh cho các bạn xem giống cà phê lá xoài thu năm đầu tiên nha các bạn. Đây giống cà phê lá xoài thu năm đầu tiên. Các bạn nhìn cho rõ đi nhé, nhìn cho rõ để chọn cho mình một cái giống là có năng suất cao nhé các bạn. Đây cà phê lá xoài thu năm đầu tiên. Hôm trước mình có đăng mấy clip trước thì mình cũng nói rồi, nói chung là cà phê thiên trường, cà phê xanh đồng gì mà các bạn hãy tới cho các bạn biết. Hôm nay mình cũng có hy vọng đó tại chỗ này làm cái clip là để cho các bạn nhận biết luôn là cái cà phê lá xoài hiện bữa nay là nói chung trên thị trường cũng có nhiều bạn là thích trồng giống này lắm, nhưng mà mình cũng không có chê giống này, nhưng mà mình hy vọng là các bạn xem những clip trước của mình và cái clip bữa nay là các bạn tự chọn nhé, chứ không mình không chê khen gì trong các cái giống cả, vì mình không có trong cái ưu cái lĩnh vực cái giống đâu các bạn. Bây giờ nói chung thật ra là nhiều bạn giờ đang sống trên cái lĩnh vực cái giống cho nên mình không có chê khen giống nào nhé các bạn. Các bạn cứ xem hết video mình rồi các bạn tự chọn nhé. Đây là giống cà phê lá xoài. Đây mình cận cảnh giống cà phê lá xoài. Rồi mình sẽ tiếp tục làm tại cái nguyên vườn cà phê lá xoài. Rồi mình sẽ đi những cái vườn khác là có những cái giống xanh lùng, một giống thị trường để các bạn so sánh nhé. Chứ còn mình không có nói giống nào hay, giống nào dở cả. Ở đây mình muốn review trực tiếp cho các bạn biết như thế thôi. Trăm nga không bằng một thấy nha các bạn. Đây lá xoài đây. Đấy, nó đây chính lá xoài là này nhé. Rồi các bạn theo chân mình luôn nhé. Đây là nguyên một cái mảnh vườn cà phê lá xoài khá là nhiều, khá là rộng các bạn đó. Các bạn xem á, mình quay sơ sơ cho các bạn xem thôi, còn mình review đây không phải mình bán giống. Mình review mấy cái đoạn clip này là chẳng qua là muốn quảng bá cho các bạn biết hiện bây giờ trên thị trường nó có những cái giống cà phê nào đỉnh cao, những cái giống nào không đỉnh cao, và những giống nào mình nên trồng và không nên trồng nha các bạn. Thì các bạn cố nắng lại giây phút để theo chân mình nhé, để mình tìm ra một cái giống chuẩn nhất để mình trồng nha các bạn. Đây các bạn xem đây, lá xoài, nguyên vườn lá xoài. Ui thôi rồi nó nhiều. Đây tặng cảnh cho các bạn xem lá xoài nhé. Trái thì không to lắm đâu, chùm cũng dài cũng nhiều trái đó, nói chung là cũng khá là nhiều đó. Theo như mình hồi xưa mà nếu mà được cái giống này là mình thấy cũng ok lắm rồi các bạn, nhưng bữa nay trên thị trường nó rất là nhiều giống, nhiều cái chủng tộc giống cà phê lắm, cho nên là mình trước khi mình trồng mình phải tìm hiểu cho thật kỹ nhé các bạn. Mình đừng có vội mà mình trồng, ví dụ mình thấy một cái loại giống mình thấy đạt mình trồng là mình sẽ bị thua người ta nhé các bạn. Thì các bạn theo chân mình luôn để xem hiện bây giờ trên thị trường nó có những cái giống cà phê cao thủ như thế nào nhé.
thì đây mình quay đây thì ui giời tối rồi. Mình quay đây thì mình nói thật với các bạn là mình quay để các bạn biết bây giờ trên thị trường có bao nhiêu loại giống mà những cái giống nào nên trồng, những giống nào không nên trồng nha các bạn. Thì mình đi luôn. Bây giờ qua cái vườn ông chú này là ông khác nữa. Ông chú này là ông khác nữa. Tối thui vậy ta. Mình đi sớm quá nữa, hình ảnh nó không rõ được các bạn. Các bạn hãy sức thông cảm mình nha. Đó, mình quay thôi chứ còn các bạn tự chọn á. Nếu mà các bạn sang năm mà muốn trồng mới trồng gì đó là các bạn cứ tự chọn, cứ vào đúng cái trang Cường Tây Nguyên, các bạn lục ra các bạn xem, mình chia sẻ rất là nhiều loại giống, các bạn cứ lục ra các bạn xem là các bạn tự chọn á. Còn những cái tên giống thì mình nói rồi, nãy là cà phê lá xoài, còn bây giờ đây đây cũng thu năm đầu tiên ấy, các bạn thu năm đầu tiên cũng giống trồng một lần với cái lá xoài đó. Nhưng mà chắc có lẽ là chắc nhiều bạn là không biết cái giống cà phê này là giống cà phê gì thì mình cũng nói luôn nhé. Thiện Trường nhé các bạn, đây là giống Thiện Trường. Mình làm clip này để cho các bạn so sánh thôi chứ còn mình nói thật là mình không có nói giống nào hơn giống nào. Bây giờ nhiều bạn là sống trên cái lĩnh vực cây giống lắm cho nên là mình cũng không muốn nói những cái đó, phân tích phân đồ chi nó ngoài trơm ra nhé các bạn. Rồi các bạn cứ tự các bạn xem video rồi các bạn chọn giống trồng một năm đó. Nhưng mà đây là Thiện Trường, mình nói với các bạn đây là Thiện Trường, cái cây mình đưa quay đây mà mình cũng nói luôn với các bạn luôn, hiện bây giờ cái cây này là được bán tại Bảo Lâm nhé các bạn, Bảo Lâm Lâm Đồng. Nếu bạn nào chưa biết hoặc ở vùng sâu vùng xa thì cố xem video mình rồi cứ đến Bảo Lâm Lâm Đồng các bạn hỏi cái giống Thiện Trường, cơ sở cây giống Thiện Trường là họ sẽ chỉ. Bởi vì khu đó họ trồng còn một cái giống này nha các bạn. Đây, để khỏi rồm rà các bạn điện gọi hỏi mình giống này ở đâu vậy thì mình nói là Bảo Lâm Lâm Đồng. Các bạn cứ qua nói giống Thiện Trường. Thiện Trường là lấy cái tên của hai anh chị, hai vợ chồng của cái cơ sở giống này nha các bạn. Các bạn đi xe theo mình xem luôn nhé. Thì mình review đây để cho các bạn tự chọn. Nếu bạn nào mà chưa biết thì cứ cố vào kênh mình lục loại kiếm, mình đã chia sẻ rất nhiều những cái loại giống cà phê trên cái kênh mình đó. Các bạn xem cho mình luôn nhé. Trồng cao su sắp bị đường các bạn. Đây các bạn, đây là vòng tay bậc nhất bậc nhì hiện bữa nay nhé. Giờ nãy mình chia sẻ là giống cà phê lá xoài, xong là tới tiếp tục là giống cà phê Thiện Trường mình mới quay cho các bạn xem đó. Thì bây giờ cái giống này là các bạn biết cái giống gì không? Giống này cũng là tay là nổi tiếng bây giờ các bạn. Mình giới thiệu các bạn đây là cái giống xanh lùng nha các bạn. Đây là cái giống cà phê xanh lùng, cũng là siêu lùng chứ không phải là vừa cái giống này. Rất là nhiều trái luôn, mình nói các bạn là rất nhiều trái. Mà giống này bán tại Lâm Đồng nhé các bạn, cũng Bảo Lâm Lâm Đồng. Mà các bạn hỏi giống xanh lùng Trường Sơn, cơ sở cây giống Trường Sơn là họ sẽ chỉ các bạn nhé. Thì mình cũng nói luôn để các bạn hỏi điện mình. Đây, giống này là nói chung mình nhà mình cũng có, mình đã từng xuống cái cơ sở cây giống Trường Sơn mình mua đây. Đây cũng siêu cùng đây, mình đứng ra xa để mình quay hết cận cảnh cái bụi cà phê cho các bạn xem nhé. Wow, quá dữ luôn các bạn ơi, quá dữ luôn. Hiện bây giờ trên thị trường thì mình nói thật với các bạn là hai ông nội này là đương đứng nhất trên thị trường cà phê nhé các bạn. Xanh Lùng và Trường Sơn nhé các bạn. Xanh Lùng, Trường Sơn và cái giống gì? Thiện Trường nhé các bạn. Đây, ông Thiện Trường đương đứng trước mặt mình đây. Ông này thì cũng không thua kém gì cái ông Xanh Lùng. Cho nên cái này là tùy theo các bạn chọn, ông nào cũng không thua ông nào hết. Rất là dữ luôn các bạn. Ôi thôi rồi, kinh hồn. Đây, wow,
cái gì ghê lắm. Mình làm clip này thì nói thật với các bạn là mình cũng muốn các bạn là có một cái giống tốt. Trước khi mình muốn trồng là mình phải nghiên cứu cho kỹ và phải chọn cho mình cái giống rất là tốt nha các bạn. Các bạn nghĩ sao, cà phê một tí này thôi. Ui, lớp lớp đóng đóng luôn các bạn. Tuyệt quá luôn. Các bạn nhìn đó, riêng cái cây thị trường thì nó, các bạn là cây thị trường thì nó có cái gương đó là nó chín, là cái chín muộn đó các bạn. Chín muộn thì nó chống được cái tình trạng là gặp bão lụt rồi các thứ, trời mưa rồi đó. Rồi bàn nó thôi các bạn. Không biết các bạn nhìn rõ không? Mấy cái bụi này nó khá là nhiều cá. Làm đây cho các bạn xem để các bạn chọn cái giống mà mình có một cái giống là siêu khủng để mình có một cái nguồn thu nhập tốt nha các bạn. Nếu các bạn thấy những cái cây này nó bị nấm hồng ăn cái đoạn ở trên này, đây, cây đây nó bị nấm hồng nó tấn công cái đoạn ở trên, các bạn thấy không? Đó, nó bị chết mấy cành trên tầng dưới đó. Wow, siêu luôn các bạn ơi. Mình cũng làm nhiều clip, rất nhiều clip về cái giống cà phê rồi, mình cũng chia sẻ với các bạn rất là nhiều cái giống cà phê rồi. Các bạn nếu bạn nào chưa biết là cái đánh vô Cường Tây Nguyên á, đánh vô kênh YouTube của Cường Tây Nguyên, các bạn xem là các bạn sẽ tìm hiểu cái giống cho mình. Thì mình cũng nói thẳng với các bạn luôn, xanh lùng này, cà phê thị trường này, cà phê lá xoài này. Mình đã đăng tải lên mạng cho các bạn xem để các bạn tự nghiên cứu chọn cho mình một cái giống bội thu rồi đó. Thì cái đây thì mình nói thật ra là trong ba giống này thì nói chung là cái anh xanh lùng với anh thị trường là mình ghét nhất, mình nói thẳng vậy luôn. Còn anh lá xoài thì mình không thích anh lá xoài lắm. So với hồi xưa thì nói mà cái anh lá xoài đó là cũng tương đối là đỉnh cao rồi, nhưng mà hiện bữa nay trên thị trường nó lên rất là nhiều cái giống, cho nên mình nói thật với các bạn lá xoài là mình cũng chưa gọi là ưng ý lắm. Riêng mình cái anh xanh lùng với anh thị trường đó, các bạn thấy đó, rất là đã nè. Rồi ui trời, rồi bang rồi thôi nè, các bạn thấy cái nào cũng ghê gớm kinh khủng luôn. Các bạn cứ mua cho mình cái giống thị trường với giống xanh lùng, trong hai giống này giống nào các bạn cũng có thể là đặt chuẩn, các bạn thấy kinh hồn khủng khiếp luôn các bạn. Mình quay đây chắc cũng vài hôm nữa mình sẽ đăng lên cho các bạn xem để các bạn chọn giống. Ô thôi rồi, quá đẹp luôn các bạn. Thì các bạn đi luôn, sẵn đi chơi luôn buổi sáng luôn các bạn nhé, đi theo chân mình luôn để xem bây giờ trên thị trường nó có những cái giống gì mà ghê gớm thì để cho mình biết cho các bạn. Wow, trời ơi là trời, trái gì mà dữ thế này vậy trời. Đồ cái gì đây các bạn, cây chú này cũng kinh khủng là kỹ nha các bạn. Cà phê cái này mà cũng chưa chịu hái nè các bạn. Mà đúng ra là theo như mình cũng nên là khuyến cáo các bạn cũng đừng nên hái xanh hái non quá nha các bạn. Phải hái kỹ giống chú này để mình giữ được cái thương hiệu cà phê của mình nhé, để cái hiệp hội cà phê mình nó còn cái chỗ đứng trên thị trường thế giới nha các bạn. Đây, wow, trái rất là chín các bạn, nhưng mà riêng chú này là chú chưa hái. Cái chú này là sao mình biết, là nghe hàng xóm kể là chú này rất là kỹ,
còn 3-4 hộp xanh chú cũng không hái, chú để cho đỏ tía chú mới hái ngay các bạn. Wow, cỡ này mình chưa hái đó các bạn. Wow, các bạn nghĩ sao về mấy cái giống cà phê này các bạn? Thôi rồi, khủng khiếp quá. Mình đưa đi đâu các bạn cũng choáng ngợp thở các bạn. Ui sao để mình dùm lại cái cây này cho các bạn xem nhé. Trời khiếp quá trời ơi. Đây, đưa đi đâu cho cũng ngợp thở các bạn ơi. Nó mình vô nhà mà không có cái chú này ở nhà, chó nó điên sủa mình, nó muốn cắn mình luôn các bạn. Ui sao nó chói quá các bạn, nhìn nó rõ vậy. Thôi rồi mẹ ơi cha ơi, cái gì đây giờ trời, đẹp quá luôn các bạn ơi, quá đẹp mà quá khủng luôn. Đây là giống thị trường nha các bạn. Wow, dữ dằn quá luôn các bạn. Đưa đâu các bạn cũng chó, mình đưa qua kia các bạn coi là mình rút cái bụi cà phê tới cho các bạn xem nhé. Đây các bạn xem đi. Cha ơi là ai mà chịu nổi mấy giống này các bạn, chỗ nào cũng có lên, rất là nhiều trái luôn các bạn. Đó, ở trên Đắk Nông mình thì nói chung bữa nay họ thay đổi chiến thuật hết các bạn, mô hình sang canh rất là nhiều luôn, cà phê cũng vậy, tiêu cũng vậy, thứ gì cũng sang sầu riêng, bơ bút bơ 034 vậy đó, mà cái này mình thấy cũng quá khá là hợp lý các bạn, nó tránh được những cái tình trạng rủi ro các bạn. Trời, không thể che vào đâu được các bạn ơi, kinh khủng. Đây là thiện trường nha các bạn, đây là thiện trường. Hồi nãy mình có review cái đoạn đầu tiên với xanh lùn đó, thì các bạn biết cái giống đó thì mình không được thích lắm, nhưng mình quay để cho các bạn so sánh, chứ có nhiều lúc nhiều bạn không biết mà cứ nghe ui cà phê lá xoài đó. Mình nói lộn nha, nãy đầu tiên là lá xoài chứ không phải xanh lùn nha các bạn. Là cái giống đó thì theo như mình cũng không được thích lắm. Wow, thị trường này các bạn. Bây giờ bắt đầu nó mới vô chín chín sơ sơ này. Cũng có cây chín nhiều, cây chín ít nha các bạn. Ui trời ơi, kiếp quá luôn. Đang thui hết, đang thui. Chỗ nào cũng như chỗ nào. Các bạn thấy cây này. Thôi rồi cà phê luôn. Rất là dữ luôn các bạn ơi. Quay cà phê mà rung hết tay hết chân luôn các bạn ơi. Ôi. Trời ơi, cha ơi, mẹ ơi. Có cái vườn cà phê nào mà đỉnh cao được như vậy không các bạn? Trong này đám này thì mình nói thật với các bạn là chỉ có xanh lùn và thiện trường nhé các bạn, chỉ có hai giống mà giống nào cũng thua giống nào, giống nào cũng thi dữ. Thì mình nhắc lại luôn là thiện trường với xanh lùng đều ở Bảo Lâm, Lâm Đồng nhé các bạn. Xanh lùng là các bạn cứ hỏi cơ sở cây giống Thiền Sơn là họ sẽ chỉ các bạn nhé. Đây, anh này là anh xanh lùng đâu dữ, là anh thiện trường trước mặt các bạn mà còn xanh, anh nào cũng không chịu thua anh nào nhé các bạn. Nếu các bạn mà năm nay mà xuống mới là các bạn nhớ là tập hai giống này nè. Còn riêng bây giờ hỏi các ông Thiền Sơn hoặc các ông Thiện Trường hồi gió quá các bạn, hỏi các ông Thiền Sơn với ông Thiện Trường mà hỏi có biết cái ông Cường Đắk Nông không là chắc cú là ông không biết nữa các bạn. Chỉ có mình biết ổng cho ông biết mình đâu. Bây giờ mình tới cơ sở giống ổng mình mua rồi, mình trồng thành công rồi mình quay cho các bạn, mình cũng hy vọng các bạn là trồng cái giống này thôi. Chứ giờ hỏi mình á, Cường Tây Nguyên chỗ nào thì ông cũng không biết ông Cường Tây Nguyên là ông nào nhé các bạn. Wow, xanh lùng đây, trời ơi. Lùng ơi là lùng.
này gọi là xanh cao luôn chứ không có gọi là xanh lùng nhé. Ông Trường Sơn cũng đặt tầm 7 chứ. Cái này là cái xanh cao cho nó đẹp, giờ làm sao là đặt nó xanh lùng. Wow, ông Thiện Trường đây. Ủa, ông xanh lùng đó, ông Thiện Trường đây, các bạn thấy đi. Đẹp quá là đẹp luôn, phải không các bạn? Ông xanh lùng. Ông này mà đặt ổng cái ông xanh lùng là cũng hơi bị tội cho ổng chứ. Ổng đâu có lùng đâu mà đặt ổng xanh lùng. Ông xanh lùng đây. Đây, kế tiếp đây là hai ông Thiện Trường đi. Uầy, hai ông này bây giờ là nói chung mà nói về gái này không biết chọn cái ông nào làm chồng, ông nào cũng dữ dằn hết. Nếu mà gái chọn làm chồng thì mà gái cũng muốn chết luôn, ngợp thở luôn, biết ông nào cũng đã quá, không biết lấy ông nào để ông nào đây các bạn nhé. Đây, ông Thiện Trường đây, qua đây cũng ông Thiện Trường đây các bạn. Nếu các bạn chọn các bạn cũng rối luôn với hai cái ông này chứ đừng có nói mà đó, thấy chưa, kinh hồn. Qua ông xanh lùng đây nữa, wow, đỏ tươi thật, quá đẹp quá đỉnh luôn các bạn ơi. Thì mình làm clip này bây giờ mình không muốn dừng luôn các bạn, mình không muốn dừng quay clip luôn, bị cái mảnh vườn này nó siêu mà nó siêu khủng luôn, mình đẹp quá đẹp, wow, đi chỗ nào cũng kinh hồn kinh vía luôn. Thiện Trường ơi, Thiện Trường này. Ê, các bạn coi cái ông xanh lùng trước mặt mình đây. Ê, ông đứng đó. Wow, xanh cao chứ không phải xanh lùng nhá. Ông Trường Sơn đặt tầm 7 tầm 3 nhé. Đây là xanh cao chứ xanh lùng mà đặt là tội nghiệp cái ông xanh lùng này. Đây, hai ông này các bạn chọn ông nào thì các bạn cứ chọn một ông nhé. Còn nếu mà thích chọn hai ông luôn thì mình cũng cho phép luôn. Đây, ông đây là ông Thiện Trường đấy. Đấy, các bạn mà thích chọn hết cả hai ông lần cũng được chứ mình không nghiêm cấm như các bạn nhé. Hồi nãy mình làm clip mình nói rồi, đầu tiên là cái giống lá xoài đó là tới xanh lùng, tới Thiện Trường. Trong cái mảnh vườn này là ông Thiện Trường với ông xanh lùng. Còn mảnh vườn đầu tiên mình mới đi lần đầu mình review đấy là cái ông lá xoài nhé. Thì đây là trước mặt các bạn là đây là cái ông Thiện Trường này. Rồi, ông Thiện Trường xanh dần bây giờ cũng còn 99 mà chỉ cơ sơ ông là cũng siêu xanh lùng. Bài tỏ xe này mình nói thật luôn các bạn là ông nào mình cũng không muốn bỏ nữa. Ông Trường Sơn với cái ông xanh lùng Trường Sơn nói với cái ông Thiện Trường đây thì cái ông nào mình thấy cũng biết mà. Cho nên mình làm clip này mình nói các bạn là nếu mà bạn nào mà muốn sang năm mà xuống mới cà phê thì cũng cố mua cho được hai cái giống này. Cái đây là mình chia sẻ đến các bạn để cho các bạn biết giống, chứ mình không phải là một cái nhà phân phối giống nha các bạn. Mình cũng muốn mọi người cũng như các bạn là cũng giống mình thôi, thành công trong cái lĩnh vực cây giống này. Mình chọn cây giống mình chọn phải đúng giống, giống phải chuẩn phải đạt để mình làm tránh cái tình trạng là coi như là thất bại nha các bạn. Thì mình nói thật với các bạn luôn, thì trước kia ông bà xưa mình nói là nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, phải không các bạn? Thì cũng đúng chứ không phải sai, vì cái giống là giống đứng thứ tư. Nhưng mà thôi, cái theo như mình thì mình không có gì hết, nhưng mà mình nói thiệt các bạn luôn, theo như mình là cái gì cũng nhất, không có cái gì mà nhì nha các bạn. Giống cũng nhất, nước cũng nhất, phân cũng nhất, cần kiệm cần cù gì cũng nhất nha các bạn. Nếu các bạn ba cái kia nhất mà giống không nhất là các bạn bị rủi ro rất là nhiều, mà dẫn đến tình trạng thất bại nha các bạn. Cho nên mình đăng clip hôm nay là mình hy vọng là bạn nào nếu sang năm mà xuống mới cà phê á thì sẽ cố tìm cho mình một cái giống đạt chuẩn như thế này nhé các bạn, xanh lùng và Thiện Trường nhé các bạn. Theo như mình đi quay rất là nhiều vườn rồi, nhưng mà mình thấy hai cái giống này là khá là đạt chuẩn. Có thể nhiều bạn ở vùng sâu vùng xa các cái bạn không có thể nắm bắt được những cái thông tin, là không có thể biết những cái giống này. Cho nên là mình hy vọng là các bạn sẽ chọn cho mình một cái giống tốt nhé các bạn. Đây, các bạn thấy Thiện Trường và xanh lùng. Mình sẽ ập cái anh nhanh các bạn coi. Đây, xanh lùng cũng không thua kém, nó thật với các bạn luôn, không thua kém nhau. Còn đây mình tới đây thêm bước đó, mình sẽ làm cái cây này luôn cho các bạn xem cây xanh lùng. Các
bạn nghĩ sao? Theo như mình cũng khó là chọn trong hai giống này luôn, vừa thị trường vừa xanh lùng các bạn, giống nào mình thấy đỉnh cao hết. Thì mình làm luôn các bạn xem một cái nữa là thôi mình kết thúc nhé. Chắc mình cũng lo đi làm xong, bà xã mình mới cự nữ miết mệt lắm. Đây ông xanh lùng đây, trời quá mình các bạn, riêng mình cũng thấy khá là chói đây. Lùng chín mà các bạn thấy cũng quả không, cho nên trong hai giống này các bạn chọn cả hai càng tốt. Theo như mình cũng không biết lựa chọn luôn, mình nói thật các bạn, nhìn giờ mình cũng rối luôn đó. Các bạn thấy không, thị trường cũng không vừa, xanh lùng cũng không vừa. Và đây cuối cùng mình đưa cho các bạn xem cây cuối cùng, cái cây này là xấu quá xấu quá mà các anh thị trường các bạn thấy này. Đây wow, đúng là hai cao thủ, hai mỹ nhân, không biết chọn mỹ nhân nào nhé các bạn. Đây là hai mỹ nhân đang đứng trước mặt mình đây, mà mỹ nhân nào cũng đẹp, bây giờ không biết lấy em nào bỏ em nào, mình thì thôi mình lấy đại hai em lần luôn nhé các bạn. Thì mình review cái đoạn này cho các bạn xem là như vậy đó. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video nhé. Và cuối cùng bạn nào thấy video của mình hay thì cũng nhớ like đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo của mình nhé các bạn. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.